quý vị, một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm trong phiên khai mạc sáng nay của kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 là các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời điểm hiện nay. Về vấn đề này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có thông tin cụ thể đến cử tri và người dân thành phố về các biện pháp mạnh mà Đà Nẵng dự kiến sẽ áp dụng trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh và mức độ nguy hiểm cao. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thống nhất nếu trong vòng 4 ngày nữa các ca nhiễm mới không giảm, thì thành phố sẽ cương quyết thực hiện triệt để hơn việc áp dụng nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó để tiến hành việc xét nghiệm toàn thành phố, sớm tách ca dương tính ra khỏi cộng đồng. Nếu trong vòng 4 ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm, thì chúng ta phải thực hiện một cách triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Nguyên tắc này vừa được nhấn mạnh, tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Nếu các cơ sở, công xưởng, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cho công chức, người lao động phải ở lại tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Để chúng ta tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm sớm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng, nhưng nếu tình hình không chuyển biến theo chiều hướng có lợi, thì buộc lòng thành phố phải hy sinh nhiều lợi ích để đạt được mục tiêu cấp bách trước mắt là đẩy lùi dịch bệnh. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố. Và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy đảng, các ngành, đơn vị, địa phương phải xem việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, không để cho người dân nào bị thiếu ăn do dịch bệnh, không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh, giữ vững hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, của chính quyền tại địa phương.